Em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé. Cũng lỡ lần đò anh em có ba đứa con. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Mọi thứ cái em biết chút chút nha. Mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. Bây giờ xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên. Dạ. Rồi, mời thằng gái giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, và gửi lời chào tới quý khán giả xem đài, quý khán giả trường quay. Và đặc biệt xin gửi lời chào tới anh bên cạnh, người lạ ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Phi Yến. Năm nay em 39 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì em đang là hiệu trưởng của trường mầm non. Em tên Dương, Dương Nhân Đắc. Năm nay 45 tuổi. Dương lên đây xem rung rung quá, xem rung rung quá. Rung quá ha, thoải mái lên nào. Dạ. Em đến đây chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân đẹp gái. Chào em. Đắc làm nghề gì? Làm công ty xây dựng. Rồi mình làm ở đâu vậy? Dạ, em ở Bình Chánh anh. Quê Đắc ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn. Sài Gòn. Đó, em nói về mình đi, ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là đầu tiên là em là một người phụ nữ có cái sự nhẫn khá là tốt. Người thường nghe những cái pháp thoại mà hiểu về trái tim. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Về trong công việc thì em thực hiện khá là tốt. Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hay dễ tin người. Hai nữa là em hay quên vị trí đồ vật, chìa khóa và thẻ xe này kia mà giao cho em là em sẽ liền mất tiêu. Cái khuyết điểm nữa là em cũng hay dễ bị xúc động và dễ bị tủi thân. Các ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì thích nấu ăn. Em cũng mọi thứ cái em biết chút chút nha. Dạ, khuyết điểm em ạ. Hơi nóng tính chút xíu. Nóng thì anh đánh giá ở mức độ từ 1 tới 10 thì mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? À, chắc anh hả? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. À vậy hả? Vậy là hơi nóng thôi đúng không ạ? Xíu. Đáng không đáng kể em ơi. Hãy cho biết một chút xíu về tình duyên đi. Bên gái trước đi, em nói đi. Em cũng chia sẻ thì hiện tại em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé, bé gái thì 14 tuổi, hiện tại đang sống với ba. Em thì đang sống với gia đình và nuôi bé trai 5 tuổi. Lý do là tại sao em chia tay? Thì cuộc hôn nhân của em thì kéo dài hơn 10 năm. Em là khi yêu và kết hôn thì chỉ một người đầu tiên. Thì trong quá trình sống chung thì dần dần em nhận ra thì em gặp một người đàn ông không trưởng thành. Cố gắng là vì con, nhẫn nhịn vì con, sống vì con. Và cũng bước ngoặt của cuộc đời của em là khi em làm việc ở một nơi họ dẫn dắt em về giá trị thiền và hiểu về cái cuộc sống vợ chồng. Có đôi lúc chính là cái cuộc chia ly nó sẽ mang tới hạnh phúc cho cả hai người. Và khi em hiểu ra cái chuyện đó thì em thay đổi cuộc sống bản thân mình. Và nó đã cho em cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Còn dạ. Bên Đắc thì sao? Dạ, bên đây em cũng cũng lỡ lần đò anh, có ba đứa con. Dạ, lớn nhất cháu ngồi dưới 18 tuổi, nhỏ nhất thì 7 tuổi. Em một mình nuôi ba đứa con. Ồ, em tuyệt vời quá vậy. Chia tay nhau lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi. Muốn tìm một người yêu thế nào nào? Em chỉ cần là biết chăm sóc, thương yêu ba đứa con em và mẹ em là được rồi. Không có đòi hỏi gì, chỉ cần cưng ba đứa con. Cưng ba đứa con và cưng mẹ nữa. Mong muốn của em? Mong muốn của em về cái người một nửa còn lại của em. Sau cái trải nghiệm của hôn nhân thì em mong muốn cái người đàn ông cùng với em thứ nhất là có công việc làm tốt, có trách nhiệm của gia đình. Ước mong có một người đàn ông giống như anh Quyền Linh. Tất cả mọi việc là vì vợ và vì con. Sống hết mình vì gia đình. Nói chứ anh chắc là đã có 80% là giống như anh Quyền Linh rồi đó. Dạ, em cũng cảm nhận như vậy. Em chào anh Quyền Linh. Chào cô giáo, chào hiệu trưởng. Dạ, em chào anh. Rất là xinh ha. Anh không nghĩ là em có gia đình hai đứa con đâu nha. Dạ. Cái body nó vẫn chuẩn. Dạ. Một cô hiệu trưởng rất là tự tin. Dạ. Anh nghĩ rằng ngoại giao tốt đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi mình cho gặp mặt ha. Đúng dạ. Rồi. Em xíu nha. Em đang quan sát và em đoán hình như bé áo trắng là con gái của anh. Đúng không ạ? Đúng rồi đó. Cô chào con. Dạ, lời đầu tiên nói là xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con thấy là cô này rất là dễ thương. Xinh gái, con ủng hộ cha đăng ký cái này. Mong muốn cha là tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần là
cô yêu thương cha con là con cảm thấy vui rồi. Trời cảm ơi. Ơn con rất là nhiều. Rồi rủ bây giờ ba con lấy vợ về, ba con thương vợ nhiều hơn thương con rồi sao? Dạ thì con cũng lớn rồi, cũng biết tự lo cho bản thân rồi, nên là ba con muốn yêu thương cô thì con cũng chấp nhận. Trời, trời ơi cưng quá đi. Cho bên gia đình đàn trai phát biểu một câu em. Tôi là Dượng của cháu Đắc. Thì trước hết xin chào tất cả quý vị và hai MC. Ở Đắc là cháu của tôi. Thì tôi thấy cháu còn rất nhiều cái điểm mạnh mà cháu không chịu nói, nhưng mà tôi phải nói. Cháu rất là hiền và thành thật. Tôi chả thấy cháu nóng cái chỗ nào cả. Tôi thấy là vừa một mình nuôi ba đứa con gái 5 năm nay rồi, một ba mẹ già, nhưng mà cháu vẫn không có cái gì là có vẻ nóng nảy bực mình. Cháu như cô đơn như vậy. Vợ chồng tôi mới yêu thích chương trình này nhiều, cái nào cũng coi. Thành ra vợ tôi mới Đăng ký lên, dạ. Và động viên cháu. Có cả sự ủng hộ của con Đắng nữa. Dượng sẽ nhận xét về cô gái này, dạ. Dượng không cần đòi hỏi cái gì. Thấy hai con quá xứng đáng, đẹp đôi. Nhưng mà cái ưu điểm mạnh của bên này, dạ, con phải ghi nhớ rằng đã đi dạy học như thế này và có tấm lòng biết chia sẻ và biết cảm thông, cái điều quan trọng nhất ở chỗ đó, dạ. Và cả hai bên đều có con cái, chúng ta sẽ là một gia đình mạnh nhất nếu hai cháu tiến tới. Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá Dượng ơi. Đến đây chương trình thì em có hai người thân của em. Thứ nhất là bạn thân, với thứ hai là đứa em gái ruột của em. Em chào anh. Dạ chào em. Chị em thì hơi lớn tuổi một xíu. Có một cái khuyết điểm nữa mà chị chưa nói là chị nói hơi nhiều nha anh. Dạ đúng rồi. Không, anh cũng, dạ, anh cũng hay nói nhiều mà. Dạ dạ rồi. Ảnh thì bề ngoài là rất là đẹp trai luôn á. Để chị nói em nó cứ dơ cái vết cái tầng cái thái rất là giống bên trong đó. Thì em không biết, để chị em tự tìm hiểu lấy nha. Hay quá, hay quá. Rồi, hay đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đúng nha. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mở rào. Ta cứ thoải mái trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ, anh chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, anh có món quà và món tặng em. Dạ. Chưa gặp mặt nhưng mà trùng tên. Trùng họ anh. Không, trùng tên luôn em. Là sao? Tại con anh cũng tên Yến. Dạ. Mà dạ, cái người mà để anh thành lập công ty cũng tên Yến. Nhưng mai mốt đừng có về la con rồi. Nhưng mà em cũng tên Yến nữa, hình như này có cái gì đó. Và em cũng chia sẻ là sau khi ly hôn, vì có khả năng tiếng Anh, cho nên em cũng quen bạn bè trên online qua mạng và những cái người nước ngoài. Thì sau một thời gian em nhận ra là cái sự trung thực họ không có, và sự không có sự nghiêm túc. Thì theo anh thì người phụ nữ họ cần gì khi yêu? Phụ nữ cần trước người đàn ông. Vì sao hình như em gặp cũng thấy cảm giác rung rung á. Có cảm giác thì người đàn ông bờ vai để cho người phụ nữ dựa vào. Vậy còn gì nữa không ạ? Sao giống trả bài vậy trời? Cô giáo bị bệnh nghề nghiệp rồi. Khi dạ, yêu người phụ nữ cần gì? Dạ cái này lâu quá em quên rồi. Đầu tiên thì cái ấn tượng đầu tiên của em thì em rất là hạnh phúc vì một người đàn ông hy sinh cuộc sống của mình để chăm lo ba đứa con. Với em là đó là cái điểm cộng đầu tiên mà em nhìn nhận về anh. Và cảm giác thứ hai thì em cảm thấy em có cảm giác hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Dạ, anh cảm ơn em. Vậy là quá đủ rồi. theo em thì nếu mà hai đứa có thể đến với nhau thì em có muốn muốn kiếm sanh thêm một em, một cháu nào nữa không? Dạ. Về mặt cơ thể thì em vẫn là người mẹ có thể sanh con rất là bình thường. Còn về cuộc sống thì để có thêm nữa hay không thì em nghĩ cả anh với em đó là một cái sự bàn bạc thống nhất. Nếu nhà anh muốn thì em đồng ý. Ok, chấp nhận. Bây giờ thì đồng lại là anh đang suy nghĩ điều gì về cô gái đối diện và anh mong muốn thế nào, anh nói cho cô gái biết đi, nói thật lòng mình. Yến đây thì dễ thương, phong cách em cũng rất là thích. Cũng muốn hy vọng được
hai đứa quan hệ hai người anh quan hệ hả? Anh đâu nói quan hệ anh à, dạ. Hai người có mối quan hệ tốt à, đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp anh làm em lẹo lưỡi. Chuyện mua hay lắm. Nào, Yến có thể thể hiện một chút cái tài năng của mình. Em mời anh. À, em mời chị Hồng Vân. Rất cha, cái chị múa hả? Dạ không, cái này là mình chỉ có lắc lư cơ thể một chút thôi chứ không có múa gì nhiều đâu chị. Đây là bài nhảy của cái điệu nhảy Chicken Dance ạ. Ok, stop nhạc. Hay quá. Rồi, nhìn thẳng vô cổ mà thê hát cũng được. Đó. Đó. Trời ơi. Bắt đầu. À, bây giờ nếu mà tỏ tình thì em ngồi. À, em ngồi anh đứng nha. Đó. Em ngồi anh. Lùng quá. À, anh lấy bình tĩnh tí xíu nha. anh xin thề yêu mãi em mãi thôi. Ông e ấp quá, ông mạnh mẽ lên cho tôi coi. Ôi có hôm nay cho em run gì ơi. Nhưng ngoài em đâu run đâu, hôm nay em vô đây em run quá. Thì gặp đúng đối tượng rồi đó. Anh xin thề yêu em mãi thôi. Yêu em nằm say suốt đời. Yêu em nằm say suốt đời. Em là bồ anh đẹp trai dễ thương. Ôi cho em được như đó luôn. Em lắm. Ủa bây giờ đọc ai hát vậy? Em đọc luôn anh ơi. Em đọc luôn anh ơi. Trời ơi. Linh ơi, hát, anh giúp mà em phụ mà em. Ủa sao phụ được trời? Chuyện yêu đương ông làm chứ tôi phụ sao được? Vậy anh biết sao không? Sao? Em khớp quá hả? Lặp lại nè, 2, 3, bắt đầu. Trời, em chặt quá, anh ơi, trời, em chặt quá. Nói là bài hát nó cũng được nữa. Bắt đầu. Anh thề là anh sẽ yêu em suốt đời. Trời ơi. Vậy thôi, rồi. Thề yêu em suốt đời. Em là số 1 của đời anh. Đó, em number 1 à. Rồi. Được rồi, mình để tay nút bấm đi. Dạ thôi, vậy em ưu tiên bấm luôn nha. Rồi. Tao có nút rồi, em bấm luôn à. Bên đàn gái, chuẩn bị, chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Quyết định là của trái tim mình. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm, bạn lệnh lắm. Chúc mừng nha. Không có bắt tay nữa. Không có bắt tay là mình nắm tay. Nắm luôn anh. Hai người này lấy nhau gì vui lắm nè. Ồ, vui lắm luôn á. Dạ xin phép đàn gái cho anh xin hôn chị em cái nha. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nắm tay nhau nha, đừng có buông tay nhau nha, cứ đi song song như thế.